nhắc lại những cái ưu điểm, những khuyết điểm của
nó tên nó lùi thì các bạn nhớ tại vì cái này là quan trọng. Cần phải có cái xoay thương mà giảm khối, tức là những lực những cái thương lớn nó là tạo nên một cái khối trên xe lực thật hạn chế, nên là sư ông nó sẽ giảm ra tốt hơn. Rồi trên những bệnh nhân mà bệnh nhân cãi mà vô cuốn gì thì chủ bản không cảm giác được thì sư ông nó sẽ thay thế sư ông. Rồi tuy nhiên thì sư ông cái cuốn thì là rất chủ quan, tức là theo ý của cái bác sĩ sư ông chứ không ai đến tác quyền để đó. Chỉ là cái cảnh đó của bác sĩ sư ông một chỉ cho đó thôi, những người khác ta không biết. Nó là cái hạn chế rất là lớn của sư ông, không phải sư ông muốn không tất cả những sư ông khác cũng vậy, nó phụ thuộc vào cái tai nghề của người sư ông. Tuy nhiên không phải bác sĩ sư ông nào rõ hết. Rồi cái hạn chế này, cái hạn chế này là cái hạn chế mà làm cho ta nói siêu âm không dùng để đọc phẩm, nhất là không có cảm giác được sang thương vốn để vi vô máy và sáu tỏ có chút các công sư phải giúp cho đọc sớm mà thường sẽ xuất hiện với cái dạng ban đầu là vi vô máy chứ như là tỏ có chút với sáu tỏ có chút. Trong cái tình trạng này thì siêu âm ta chưa không phát hiện được mà chủ bản cũng có nghề, cho nên sư ông không được dùng để tập, đó là lý do tại sao sư ông không được để tập. Rồi cái tên thương quá nhỏ thì sư ông cũng sẽ dễ bỏ qua. Câu hỏi câu như nãy để nói là các bạn hỏi tôi rồi nó là gì, bạn biết? Rồi về chủ bản, chủ bản có nghĩa là mình chụp cái phim lên, tất cả mọi người đều có thể coi cái phim đó. Và nó là khảo sát được cái xem thương nhỏ, các xem thương vi hoang mai và sáu tỏ cấu trúc. Sáu tỏ cấu trúc có nghĩa là cái cố nó chưa có động luôn, tuy nhiên nó có một cái địa hình một đỏ đó nó bị co kẹo nó vô cuốn rồi, nên gọi là sáu tỏ cấu trúc, tức là nó chưa có động luôn. Thì xin cầu bi lớp 1
cái do là tại vì mình nó che nó mình không thấy, chứ không phải là không có, cho nên dùng gì nó không. Còn biết nó khó nghĩa là không có tổn thương, nghĩa là cái tim các bạn mình thấy được đó, và nhìn thấy là không có cái sai thường thôi, thì gọi là tim nó khó. Cái này là cái gì không phải là tim nó không, nghĩa là không có thương, nghĩa là không 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 nhỏ không xác định được. Do cái mô vú được gặp trong cái trường hợp là mô vú cái dày, dày nó che đó, là không có thấy được. Còn bi lắm họ có nghĩa là mình thấy được, và mình thấy là cái lực là không có cái nơi nào được cái vú, cái lực là bi lắm họ. Bi lắm hai có nghĩa là có sang thương, mà sang thương đó 100% là tỉnh. Bi lắm ba, bi lắm ta gọi là tổn thương đa số là tỉnh. Thì đối với ba cái 1, 2, 3 thì thường ta khuyến cáo là ta sẽ theo dõi, khi người ta không có can thiệp nữa. Đối với đặc biệt đối với cái thứ ba thì nếu như những trường hợp mà mình theo cái bệnh nhân đó, mình cũng khuyến bệnh nhân theo dõi đó. Nhưng một số trường hợp khi bệnh nhân ở xa, đầu ở nơi là rất là xa, mà mình bệnh nhân rất là khó có phương tiện, không có đủ điều kiện để theo dõi, thì có thể là phải làm thiệp. Mình phải thiệp điều luôn, mình phải mổ hoặc là mình phải xin thiết gì đó. Những trường hợp bệnh nhân không có điều kiện theo dõi như là đưa ra phải phải cho ba tháng hoặc sáu tháng nữa, bệnh nhân đã không có điều kiện để theo những cái lời dặn dò có điều kiện theo dõi luôn, có thể phải xin thiết để có kết quả chẩn bệnh hoặc là phải mổ mới ra. Cái bi lớp ba còn bi lớp bốn, nó bi bốn là người ta bắt buộc là phải phải cắt nó thêm, phải sinh thiết hoặc là phải mổ ra để lấy máu kết quả luôn, nó bi bốn là phải. Thì bi bốn nó chia ba mức độ mà tương ứng với cái độ ác tính. Bi lớp bốn a của bên C có tỷ lệ ác tính, có bi lớp bốn c tỷ lệ ác tính trên 50%. Khi đã cuối cùng thì nó tăng, tổn thương là gần như chắc chắn là tỉnh, tỷ lệ trên 90%. Nói khi mà các bạn thấy ai là siêu âm hay là chủ âm thì đó là rất là siêu âm tăng, là phải làm, phải điều chỉnh. Rồi về ép tay, ép tay thì những cái trường hợp dễ thì người ta sẽ nói là tế bào là cũng là cài sinh âm cái cuốn luôn. Cái đó là dễ. Một trường hợp khó là người ta trả lời là cái hãng người đó là ngay đấy, là tăng sản nó tiết chúng không biết hết. Đối với trường hợp này, mình phải tiết lên tình trạng sinh thiết chi khỏi hoặc là sinh thiết mỏ. Tuy nhiên đối với cái trường hợp ngay đấy này, người ta khuyến cáo là nên sinh thiết mỏ chứ không có sinh thiết khỏi kia. Lý do sinh thiết khỏi kia là cái mỏ của nó nhỏ, cho nên rất là khó đọc. Mà bản thân cái bệnh ADH này là nó đã khó rồi, cho nên người ta khuyến cáo là nên sinh thiết mỏ luôn để có cái hỗn hợp lên để có thể chữa bệnh dễ gặp. Rồi những cái đó trường hợp này đó là cái nghi ngờ thì là cũng phải sinh thiết mỏ luôn, sinh thiết phải kia thì được. Còn biết trả lời là cái càng sinh thiết cuối luôn thì nó là bệnh cảm giác mình mổ còn nhiều luôn, phải có những cái bệnh. SIC thì có nghĩa là tế bào. Nhưng bị giải quyết bệnh thì thường gặp nhất trong thương nghiên cứu là càng sinh nơi có tiết bún, có nghĩa là xuất phát từ ở trong cái lớp mà biểu mô tiết bún ở trong cái viêm mạng. Thường xuất phát từ ở trong cái lọc hỏng. Vì sao đó? Chứ xuất phát ở trong lọc hỏng thôi mà chưa nó ăn ra ngoài cái phần của cái ống tiết thì đây là cạnh tài độ này giải thích rồi. Nó lại còn nếu mà nó xong lăn ra ngoài cái thành phố cái thành phố khóc tiết cú thì sẽ trở thành cạnh tâm nhạc tâm lăn. Còn cái răng môn các bạn thấy cái này đang viết rất là nhiều, thì răng môn tương ứng với là bị quá tốt, răng hai bị nó trung bình, và nó pha bị quá kém. Thì cái này thể hiện cái gì?
nhưng mà cũng có cơ quan còn nếu mà nó chỉ dương tính một lần thôi thì người ta coi như nó là âm tính,
nên là mình không điều kiện nhân đức. Còn hai cộng tất định, hai cộng là có trường hợp ký được và có trường hợp không ký được cái điều kiện nhân đức. Thì nó lựa chọn sao? Thì nó có hạ thêm một cái xét nghiệm nữa. Cái trường hợp này là hai cộng là nó làm thêm một cái xét nghiệm nữa, người ta gọi là xét nghiệm fit. Thì có những trường hợp có thể có bài nó là trường hợp bệnh nhân là trường hợp
chung rất thoải mái. Cho nó trong cái tình huống đó, từ khi mà cái bệnh nhân này điều trị cho bệnh viện cấp cứu, người ta sẽ phải xả thở một cách luôn. Trong khi đó, nếu như cái ca đó thở đủ 15 ngày, và 15 ngày đó thì là Thank you.
bị có cái thời điểm thương hiệu động cơ đó là thương hiệu cảm tích tiếp tiên là 85-90% động cơ thường đi nhé. Và cái nhớ này là trong cái lượng rất khó và có khả năng điều kiện khó được nó lên được như thì có tốt nhé, 85-90% để đốt nguy cơ xảy ra thương tích nhé. Chủ tích là có tiếp xúc không phải là tiếp xúc lâu một cơ 10 năm cũng có nguy cơ thương tích nhé. Này là đóng cơ thì quá chất cho nên người ta làm ra cái nhà máy mà có chất rồi có nguy cơ và những bộ mà có tình nha thì phải những bộ mà thấy nó có những cái bệnh nhân đơn thuần bệnh nhân nhanh. Rồi thì có tội là thì thường gặp nhất mà nói thường gặp nhất là cái gặp nhau thì có tội là cái nhà chú là hiện nay hai nhà này gọi là gặp nhau cái chúng ta giá bằng tiền quá tốt chứ chứ là tiếp thu được rằng một cách mà khác thì là chứ là thật trong cái đó thì cái gặp nhau mà không được quá thì có nghe tiên lượng rất là xấu cũng may là mình gặp được thông tin kiến trái thì có nghe tốt là nhiều tiếp thu và tiên lượng điều trị cái nhóm này là điều trị khỏi rồi lâm sàng có sàng cũng có nói với bạn là những cái cảm giác mà thấy nó lớn nhanh tức và chính ngôn xung quanh một bệnh nhân có tiêu chí là liền dây mắt kèm theo và có xuất hiện cổ kèm theo thì những cái nhân giác này là nghi ngờ ngay lập tức người tìm ngay gia đình có cái tư duy giác là dạng bỉ nghĩa là dạng kém đi quá dạng này nó có một tỷ lệ là di truyền cho nó ít nghi ngờ trong gia đình mà những người nào mà thực thể mà có tư duy giác dạng bỉ thì mình phải đi kiểm tra đối với người tuyến giáp cái thứ ba là dạng bỉ là có cái bệnh di truyền rồi việc cận lâm sàng cận thực hiện để chẩn đoán người tuyến giáp thì cái quan trọng nhất là hai cái là siêu âm có và cái MRC hai cái này là quan trọng và để chẩn đoán xác định người tuyến giáp bên cạnh đó thì mình phải tiến hành nội soi thanh quản để là đánh giá cái chức năng của cái chen không còn một cọ bình thường hay không hay là cái do cái bút này là xong lắm do cái đen cơ bột gần nó làm cho ảnh hưởng cái gì mà có thể bệnh nhân đã bị hàng tí trước ở trong thực quản cái đánh giá rồi xả hình tiết giác xả hình này để nó không cái ù đó nó bao lớn có đi xả xương con cái tế bào thân nó có đi vào chưa có đi vào xương giống vậy. CT và MRI cách chỉ định nhanh trong tư vấn giác thì thường là không chỉ định cái này chỉ biết nhớ như cái phần là bút nó lớn quá mà nó có chèn á nó có đẩy lên là cái khí quản nó gì trường hợp đẩy là khí quản thì cái đó nó phản ứng được CT để đánh giá cứ cái bụng cách chỉ định ung thư của tư vấn giác đó là cái gì rồi vừa rồi nó chưa được đây là cái sơ đồ để xử lý mà mình đã có nói cái SNAC nó rất quan trọng trong cái gì cái cảnh đó cũng như là nó cái thuốc để mình quyết định được cái điều trị như thế này cũng như cái phong độ vi ra nó là cái thuốc đó là tiếng nhé thì là cái kẻ SNAC SNAC khi mà các bạn làm cái đó của cái đồ tiếng nhé nó không phải nó ra mà đã tính xong rồi còn mình ra làm tính nếu mà làm tính rõ ràng làm tính hoặc là rõ ràng ngắn tính thì nó dễ hơn những trường hợp là nghi ngờ ung thư cái giá thì cái đó các bạn phải mổ và phải kết hợp với xét lại và rồi có nói với các bạn cắt bệnh đúng không cắt bệnh có nghĩa là người ta làm giải phẫu bệnh và có kết quả trong vòng 30 phút để khi đó có kết quả rồi người ta sẽ nói xác định luôn và người ta phải làm tại vì cái trường hợp mà ép đây có cái bệnh nghi ngờ thì chưa có rõ ràng ép đó hay không do đó cái họ thì cắt bệnh
trong khu vực. Các bạn này nó có giá trị sao? Nó có giá trị không ạ? Nếu mình đối với trường hợp mà cái nhân giá mà có kích thước là dưới 1 cm và xếp hạng là tên 1 A, thì đối với cái nhân giá mà dưới 1 cm mà tiếp như nó là ung thư, thì đối với ung thư mà dưới 1 cm thì người ta đi cắt thủy. Tới cái u nhỏ 1 cm ở trong phổi thì ra tiếp mà nó là ung thư chỉ cắt một phổi, còn tiếp khi mà đối với một ung thư tuyến giáp mà nó lớn hơn 1 cm mà trong trường hợp nó nghi ngờ mình cắt lại một ra là ác tính, thì u tuyến giáp lớn 1 cm thì cũng phải khuyến cáo là phải cắt trọn tuyến giáp. Cho đó tiếp khi cắt lại nó ra ung thư thì cái tuyến giáp nó bị tồn tại, nó bị tồn tại mặc dù nó bình thường, tuy nhiên chúng ta cắt luôn, nó có giá trị của cắt lại cho nó để mình biết là mình phải chừa lại cái quyền tuyến giáp còn lại bên trong. Có gì cái này kinh tế có gì trường hợp đó là mình không có nghĩ được thương, cho nên mình nếu chỉ cắt một phần tuyến giáp thôi, cắt phần cái u. Tuy nhiên sau đó mình gọi đi vào cái lớp thì kết quả cuối cùng nó là ngắn tật, và khi đó cái bệnh nhân phải mổ thì một lần cắt cái thủy lại, do đó cái giá trị của cắt động là để hạn chế cái phẫu thuật lần hai. Nếu mà có giá trị tuy nhiên thì khi cái máy cắt động thì không phải bệnh viện cũng có, nên chỉ là trong cái này chỉ là bệnh viện cũng có thôi. Giá trị của cái cắt tận hạn chế phẫu thuật lần hai. Chưa bệnh viện muốn nó chưa có máy cắt tận là cắt lại hoài lần hai hoài. Sao lại có là cái phẫu cắt tận nó hạn chế cái phẫu thuật lần hai rồi. Rồi cái cách này đó là không xác định gì hết thì phải làm lại nè. Cái đề tin giống như F này mà trả lời là chỉ có tế bào hoàn cầu, nó như cái kết độ kết quả như thế cái này nghĩa là không thể định được, nghĩa là chỉ hút trong áo thì khi đó các bạn là sai cái kết quả cái này vì trường hợp thế các bạn là không đúng chứ được, các bạn sẽ hút trong áo thì khi đó tất tất tương lai các bạn đọc là tế bào hoàn cầu có gì đâu, đâu có tế bào của trong 31 này được sử dụng được uống, đây là một chất phóng xạ.
rồi có giải thích các bạn không? Có giải thích cái biện pháp này để khai thác chưa hơn chưa giải thích lại nữa. Các bạn biết cái phim là một cắt chọn cái giá, cắt chọn cái giá rồi thì khi đó cái tê ba tê bốn không được tiếp ra nữa, trong máu nó sẽ thiếu, máu sẽ thiếu thì theo cái tiết bạch thì cái tê sắc nó sẽ tăng lên. Nó tăng lên để làm gì? Nó tăng lên để kích thích con tròn sóc tế bào tiết giác nào hay không, nó sẽ kích thích cái tế bào tiết giác này, nó tiết ra tế bào luôn. Nên cơ chế tiết bạch này không hoạt động. Do đó chính trị đó nó sẽ kích thích cái chuyện mà nó sẽ lên mổ mình còn sót lại một hai tế bào tiết giác, nó sẽ kích thích cái tế bào phát triển, phát triển lên để tiết tế bào luôn. Hiểu không? Do đó mình phải kết vì cái chuyện đó nên mình phải dùng cái biện pháp đè nén để giảm cái bệnh thắt xuống để cho nó thắt không tăng lên. Khi mà nó thắt tăng lên nó sẽ kích thích tế bào cái tim nhá, còn lại nó phát triển để tiết tế bào luôn. Hiểu không? Cái gì đó ngủ rồi nè, cái này phải không là có gì không?
nghĩa là nếu mình không có mặt thì không mặt. Đối với người có kém này thì cho dù là chưa có là khổ thì là vẫn phải mặt. Cái từ mà làm có phòng thừa này, phòng thừa nghĩa là không có lợi nó đi căng thẳng rồi người ta mặt hoặc là người ta nạo thường quy. Cái từ phòng thừa nó đâu có khó đâu. Nên là nào có phòng thừa tất cả các trường hợp những đó thường đi giác điện có kém thì phải làm khó hơn. Có mặt chỗ nào là không học chỗ nào luôn thì gọi là nào có phòng thừa rồi thì có kém luôn thì có kém chúng ta không có điều trị sớm ra đâu đó nha, không có điều trị biện pháp đại nén tên hát ta đi xả thì ngoài thôi ra đi ngoài cho cái thứ bố các bệnh hoàn toàn ha, hai cái bệnh cũng là một con hơi tiết giác nhưng mà họ bị có tốt thì khác là bị có khác thì điện hoàn toàn khác và tim cũng hoàn toàn khác luôn thì có tốt là tốt tốt nó có thì có kém thì chết nhập nó hai cái năm và dù mình có điều kiện thế nào rồi về tiên lượng được vì có tốt thì sau 5 năm là tích lần ra, 10 năm là tích lần ra sau một ngày mình có được một số lý do tiên lực sau thì cũng tuổi là lớn cũng lớn tuổi cũng to xong lần ra khổ thế nhé rồi nên là khổ nó không đủ rồi khổ nó không đủ rồi thì cần rất thường thường là các bệnh viện đa khoa người ta mổ không có đủ rồi đối với những giá trị có kém thì thường là gặp là giai đoạn vô không còn là trung bình mình vẫn nằm trở lại thì được rất là xấu cho dù là có điều kiện cái gì thì được không còn cái gì như đó nhớ nè trong cái thường tiên giá nó có cái đặc biệt cũng cũng là cái tiên giá tuy nhiên một cái rất là tốt và một cái rất là khổ. Thứ ba, thứ hai, thứ hai, thứ hai, thì nó đã bắt đầu, không có gì chưa nói đâu. Rồi, về cái đó đến thứ ba, thứ hai, rồi. Thôi, chờ chứ. 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 Chờ chứ.